Hàng ngày, trang fanpage của FPT Shop có từ 300 đến 500 lượt khách có nhu cầu tư vấn về các sản phẩm kỹ thuật số. Theo thống kê, trong số đó có 70% các thông tin khách hàng quan tâm đều có dữ liệu lưu trữ và hoàn toàn có thể lấy được tự động. Tháng 11 năm 2018, hai tác giả Trần Huyền Trang và Mai Xuân Hiền FPT Shop đã nghiên cứu và đề xuất xây dựng hệ thống chatbot. Sản phẩm được tích hợp trên fanpage của FPT Shop có các chức năng cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của FPT Shop như tra cứu thông tin chi tiết về sản phẩm, tra cứu thông tin tồn kho real-time theo địa điểm, đặt hàng online, tra cứu các chương trình khuyến mãi. Đặc biệt, sáng tạo còn có thể tán chuyện theo chủ đề, thả thính, tình yêu. Từ khi áp dụng, chatbot hỗ trợ giảm 60% công việc của team chăm sóc khách hàng FPT Shop. Cụ thể, trong vòng 1 tháng, nếu không có chatbot, support phải chat với 8.066 user. Khi có chatbot, support chỉ còn chat với 3.161 user. Khi chưa có chatbot, khách hàng không được đặt hàng trên Messenger Facebook. Từ khi có chatbot, khách hàng có thể đặt trực tiếp tại cửa sổ chat thông qua click đặt hàng tại đây. Tính đến nay, số lượng đơn hàng bán trên chatbot là 72 sản phẩm. Số lượng đơn hàng thành công là 18, tương ứng doanh thu 153.867.501 đồng. Trong thời gian tới, chatbot sẽ được tích hợp thêm các tính năng như tạo call log gửi về hệ thống để xử lý, trả lời chi tiết các hạn mức trả góp theo từng model sản phẩm.